Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Mở rộng vòng tay, nương trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 31 câu 10 đến câu 22. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa, chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Câu gốc của bài học, nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ, Châm ngôn chương 31 câu 20. Câu hỏi suy gẫm, phân đoạn kinh thánh này mô tả những phẩm chất nào của một người nữ tài đức? Tinh thần phục vụ của nàng ra sao? Làm thế nào để chúng ta có thể sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ và phục vụ tha nhân? Kính thưa quý vị, Châm ngôn chương 31 câu 10 đến câu 31 mô tả những phẩm chất cao đẹp của người nữ tài đức, giá trị của nàng trỗi hơn châu ngọc. Trước tiên, một người nữ tài đức là người vợ đảm đang. Nàng là người đáng tin cậy và luôn mang đến lợi ích cho chồng, câu 11-12. Nàng là người rất siêng năng, dậy sớm bắt tay làm việc, câu 13-15-18-19. Tiếp theo, người nữ tài đức là người mẹ tuyệt vời. Nàng chăm lo cho gia đình, con cái từng bữa ăn, tấm áo, câu 15-21-22. Con cái tự hào về nàng, câu 28. Người nữ tài đức cũng là người giỏi tính toán, quán xuyến mọi việc trong ngoài, câu 16-19. Người nữ được mô tả ở đây như một bức chân dung hoàn hảo về hình ảnh người nữ tài đức lý tưởng, nơi nàng tổng hợp tất cả những phẩm chất tốt đẹp. Ngoài việc chăm lo cho gia đình, nàng còn có một điểm son nổi bật là mở rộng tấm lòng với tha nhân. Nàng sẵn lòng mở rộng vòng tay để giúp người nghèo khó và không hề từ chối đưa tay ra tiếp đãi người đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng. Câu 20. Dù nàng bận rộn thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, nhưng khi biết người khác có nhu cầu, nàng không hề từ chối giúp đỡ. Đây là một đặc tính rất đáng quý. Người nữ trong Châm ngôn này đáng được ca ngợi, không phải vì nàng đẹp, giàu có, tài giỏi, nhưng vì nàng kính sợ Chúa. Như Châm ngôn chương 31 câu 30 cho biết, duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Một người thực sự kính sợ Chúa ắt hẳn sẽ phục vụ Chúa và cũng quan tâm phục vụ tha nhân theo lời Chúa dạy, và sống hết lòng với tất cả những gì Chúa ban cho. Có thể nhiều người có điều kiện tài chánh, nhưng không có tấm lòng rộng mở để giúp đỡ người khác. Người nữ này đã mở rộng vòng tay giúp đỡ, phục vụ đúng như tinh thần Chúa Giê-xu dạy các môn đệ trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến câu 46. Giúp đỡ tha nhân chính là chúng ta đang phục vụ Chúa.
Hội Thánh Chúa ngày nay cần mở rộng vòng tay để tiếp đón và giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khốn cùng, để qua đó họ nhận biết tình yêu của Chúa và mở lòng tiếp nhận Ngài. Sứ đồ Giăng dạy rằng, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Giăng nhất chương 3 câu 18. Tình yêu thương thật phải được thể hiện qua hành động ân cần phục vụ tha nhân. Để có thể mở rộng vòng tay phục vụ, chúng ta phải biết quan tâm lẫn nhau để biết nhu cầu của nhau. Nếu không, chúng ta cũng chỉ biết sống cho mình mà thôi. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chung quanh con còn có bao người ở trong hoàn cảnh khốn khó cần sự giúp đỡ. Xin cho con luôn trải lòng ra để sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp đỡ người khác theo như lời Chúa dạy. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta và hội thánh của chúng ta có mở rộng vòng tay tiếp đón và phục vụ tha nhân không? Phục vụ Chúa giúp tha nhân hết lòng nâng đỡ ân cần yêu thương, việc làm lời nói khiêm nhường, sống theo lời Chúa tỏ tường ơn Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.